Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot Mình là Evelyn, là một Tarot Reader Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị Thông qua những trò bài Tarot và Oracle Nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống Đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và có đăng bảo hộ thiên liêng Và hôm nay một cái chủ đề mới của chúng ta sẽ là Ai sẽ yêu bạn trong 3 tháng tới? Ha, và đây những cho bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha và hôm nay mình có 3 lá bài tượng trưng cho ba tụ bài ha đây là tụ 1 tụ 2 và tụ 3 ha rồi mình xin mời các bạn cùng chọn tụ. Và bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1. Hai xin chào các bạn tụ 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 1 để xem coi ai sẽ đến yêu bạn trong 3 tháng tới ha. Và đây là những cho bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhờ những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 1 Các bạn tụ 1 là những người sắp có những cái chuyến đi du lịch ha hoặc là một vài bạn có thể là bạn sắp có những cái sự gọi là chuyển đổi chuyển nhà chuyển chỗ ở hoặc là cuộc sống của bạn sắp có những cái điều gì đó tươi mới đang chờ đón các bạn ừ. mình thấy dường như các bạn đã trải qua những giai đoạn dông tố cuộc đời ha đã trải qua những giai đoạn biến cố cùng cực buồn bã chạm đáy nhưng mà bạn đang trong cái hành trình vượt qua được những điều này rồi à, một số bạn thì mình thấy là trong thời điểm này các bạn cũng nên có một cái sự hài hòa yêu thương bản thân ha và hãy rời bỏ những cái điều khiến bạn cảm thấy mỏi mệt tiêu cực ừ. và đồng thời lấy lại sức tinh thần các bạn để chuẩn bị cho một cái năm mới đầy sự tươi vui hơn ừ có thể một số bạn có là bạn đã có sự rời khỏi một cái tình yêu gì đó ngang trái hoặc là không có đem đến cho bạn cái sự hạnh phúc hoặc là không có một cái kết quả như bạn mong muốn mong đợi thì có khả năng là các bạn có một cái sự rời đi cũng có những cái sự liên tiếp nhưng mà có thể là mọi thứ đã có sự tận cùng rồi cho nên là mình thấy một vài bạn các bạn đã có một sự vững vàng về và mặt tinh thần các bạn rất là mong muốn ha, có những cái thay đổi mới những cái sự gọi là nhanh chóng đến với cuộc sống các bạn và mình thấy các bạn được khuyến khích cân nhận khuyến khích hãy có một sự kiên nhẫn ha ngoài ra có thể là bạn đang gọi là chờ đợi những cái tin tức gì đó tin nhắn gì đó ở đây ừ. mình thấy các bạn là những người rất là nhanh nhẹn rất là lanh lẹ ha à, rất là thông minh và có sự gọi là ừ, học rất là nhanh hoặc là có một cái sự gọi là sáng dạ hơn người khác một vài bạn ở đây mình thấy các bạn thực sự đang bước vào cái giai đoạn thực sự mới và các bạn không biết là tương lai mọi thứ sẽ như thế nào nhưng mà mình thấy các bạn nên xua theo dòng ừ bởi vì vũ trụ sẽ mang đến cho bạn một cái mùa xuân vui vẻ hơn hoặc là sẽ mang đến cho bạn một cái khoảng thời gian đầy những cái điều thú vị tích cực đối với các bạn so với cái khoảng thời gian lạnh giá như thế này ha Vì của các bạn bây giờ cứ gọi là sống uh, um, tận dụng cái khoảnh khắc hiện tại để tìm kiếm niềm vui cho chính mình uh, bằng những cái niềm vui đơn giản những cái uh, sự gọi là uh, thực hiện những cái uh, điều bạn yêu thích ha. hoặc là cứ gọi là sống tích cực cho đời hết bực kiểu như vậy mình thấy có thể là một số bạn trong thời gian này có thể bạn thấy rất là nhiều con số lập ha đặc biệt là con số 888 á các bạn có thể lên Google sẽ con số thiên thần này ha bởi vì dường như các thiên thần đang xung quanh các bạn và các ngài muốn mang đến cho bạn những cái thông điệp gì đó ha đánh dấu một cái khởi đầu mới trong cuộc sống các bạn ha rồi để mình xem coi ha À, ai sẽ đến yêu bạn trong 3 tháng tới ha đây mình thấy cái người này là một người cũng có tài chính an toàn vững chắc ha à, và cái người này họ rất là yêu thú cưng yêu động vật yêu môi trường đối tượng này mình thấy họ khả năng cũng uh, rất là có cái sự gian dội được mọi người biết tới nhiều ha hoặc là họ cũng là một người thích làm từ thiện rồi đó ha hoặc là một ngôi sao sáng một cái người nổi tiếng chẳng hạn à, và cái người này mình thấy có khả năng một số bạn là cái người hoàn toàn mới ha hoặc họ cũng có những cái sự đổi mới bản thân nữa ừ, người này mình thấy họ có sự tập trung vào tài chính tiền bạc à, nói chung cái người này mình thấy họ cực kỳ thực tế sống ưa vật chất nhưng mà họ biết tạo dựng đồng tiền bằng chính cái sức lực tài năng và sự uh, cần cù của họ ha ngoài ra thì mình thấy có thể là cái người này um, mang đến cái niềm lạc quan tích cực cho mọi người và có thể là họ cũng rất là thích hoa hướng dương đó họ thích cây cối đó ha có thể họ cũng thích trồng hoa à, trồng cây và ở đây thì mình thấy khi ở bên cái người này Mọi người cảm thấy rất là phấn chấn Rất là vui Cái người này thì mình thấy họ rất là yêu thương gia đình cha mẹ Là một người rất là giỏi giang Biết quán xuyến, biết quản lý mọi thứ một cách chu toàn nhất Một người hướng về gia đình rất là nhiều Có một vài bạn có thể là quen một số người là cha hoặc mẹ đơn thân cũng có nha Có một vài người như vậy Khoảng 3% ở đây rồi, để mình xem coi đối với những bạn mang năng lượng nữ xem trả bài thì ai sẽ đến yêu bạn trong 3 tháng tới ha. Thì các bạn nữ xem trả bài, các bạn có cùng nguồn năng lượng với đối tượng của các bạn nam xem trả bài. Các bạn có thể xem tham khảo qua lại, các bạn nam cũng vậy ha. Ở đây mình thấy cái người sẽ đến yêu bạn trong 3 tháng tới thì cái người này họ rất là nhiều công việc để làm ha. Người này thì có một cái sự gọi là ôm đờm công việc họ có nhiều cái trách nhiệm ha quản lý mọi thứ một cách rất là chu toàn và có khả năng là một người lãnh đạo một người có quyền hành có địa vị và có thể cái người này họ cũng là một người um, có một sự kết nối với cha mẹ rất là nhiều à, thậm chí có thể họ là cha đơn thân cũng có à, và ở đây mình thấy có thể là cái người này là một người họ rất là chính trực có thể họ làm những công việc liên quan đến uh, luật pháp À, liên quan đến pháp lý hoặc đây là một người sống ngay thẳng, ha, công bằng, liêm chính và có thể họ làm những công việc liên quan đến dự án, liên quan đến thiết kế rồi đó, vân vân nói chung là cái người này mình thấy họ làm những công việc mang tính chất uh, phải có một sự logic và có sự gọi là luật lệ, nguyên tắc, kỹ cương Và có trách nhiệm rất là có trách nhiệm trong công việc người này uh, mình thấy có thể là họ cũng hay đâm chiêu, hay suy nghĩ nhiều và có thể là họ cũng uh, ở một cái độ tuổi rất là trưởng thành, ha, thành công. Và ngoài ra thì có thể là cái người này có sống mũi khá là cao ha Chân mà thì ngang ừ. Và khuôn mặt khá hơi, hơi tròn Nhưng mà cái dáng người này thì mình thấy họ có sự hơi cao, dông à, dỏng cao ha ừ. Và đối tượng này thì mình thấy họ rất là thích những cái mẫu người xinh đẹp, tài năng, tài giỏi, ha nhạy bén trong cuộc sống à, Giỏi ăn nói, khôn ngoan, tinh tế, ha. sáng tạo, họ thích những mẫu người như vậy Ừ, và có thể bạn là cái người mẫu người mà họ yêu thích cho nên bạn họ mới yêu bạn trong ba tháng tới à, và có thể là cái người này với bạn là từ bạn bè đi lên hoặc là đồng nghiệp ha ừ, hoặc là làm chung công ty hoặc là có khả năng một số bạn là sếp của bạn nữa à, ở đây thì với cái trường hợp là họ chưa có gia đình nha còn nói với những người mà họ đã có gia đình rồi các bạn nên tránh xa à ở đây mình thấy có một số bạn cẩn thận quen phải một cái người đã có gia đình nha ừ. Cho nên là rất là uổng phí nếu như bạn quen những cái người như vậy ha. À, hãy tập trung vào việc gọi là nâng cấp bản thân Mà sẽ gặp được một cái người xứng đáng Và có một vài bạn thôi khoảng 4% gặp phải những người có gia đình Thì bạn nên có sự thẳng thừng, từ chối Nhưng mà không phải đối tượng ở đây Bởi vì mình thấy cái người ở đây rất là trung thực, rất là có trách nhiệm Hoặc là họ đã từng ly dị, là cha đơn thân nhiều ha người này mình thấy họ có khả năng quản lý tốt ha? hoặc là họ có khả năng um, điều chỉnh vấn đề nói chung là họ có khả năng lãnh đạo uh, dẫn dắt cả một cái um, đội nhóm hoặc là cả một cái hệ thống gì đó vân vân ừ. đây mình thấy cái người này là một người họ mang cái nguồn năng lượng um, một sự sống đủ đầy á họ biết sống ở hiện tại họ biết trân trọng gì hiện tại và họ sống hết sức mình ha. làm việc hết sức mình cho hiện tại chứ họ không có để bản thân của mình bị mong lung về tương lai hoặc là quá khứ ừ. và ở đây mình thấy họ rất là thích chim công nữa đó ha cái người này họ có tiêu chuẩn riêng nha à và nói chung là để có thể gọi là kết nối tình yêu với cái người này nó cũng không có dễ dàng bởi vì cái người này có tiêu chuẩn riêng không có dễ dàng gọi là khiến cho họ bị mê muội đâu <laughs> bước vào tình yêu đâu ha à, ngoài ra thì cái người này mình thấy họ cực kỳ sáng tạo ừ. họ hay đi dự những buổi tiệc lớn hoặc là có khả năng hay đi đến những cái nơi xinh đẹp lộng lẫy hoặc có khả năng nhà người này có người này có nhà cửa và khá là đẹp khang trang hoặc là họ biết đờn piano ha họ có những cái niềm đam mê riêng hoặc họ có thiên hướng về nghệ thuật đó có sự gọi là dấu kính cái điều đó nhưng mà thực sự cái người này mình thấy theo cái phong cách quý sự tập đó ha, cổ điển nhưng mà giỏi giang ha, có tiền à, người này thì mình thấy giống như là cuộc sống của họ có thể năng là họ cũng đã trải qua rất là nhiều điều rồi Ha, họ cũng trải qua rất là nhiều bài học hoặc là những cảm cám dỗ gì đó nhưng mà bây giờ mình thấy dường như là họ biết suy nghĩ họ biết đổi mới bản thân tốt hơn họ biết nhìn nhận những cái điểm yếu bản thân của mình để có sự triệt hạ nó ừ. và cái người này họ rất là ghét những cái vấn đề gọi là tiêu cực trong cuộc sống á à kiểu như là ăn gian nói dối ha tham lam gì đó ừ. và ở đây mình thấy cái người này là một người họ biết cách truyền cảm hứng cho người khác hoặc họ là một người có khả năng tạo nên huyền thoại hoặc là tạo nên một cái Uh, nền tảng cuộc sống hoặc là tạo ra một cái um, đế chế gì đó ha và rất là vang dội thành công ừ. ở đây mình thấy trong mối quan hệ này cái người này họ có sự tấn công các bạn hoặc họ là một người có sự chủ động với các bạn có một số bạn có thể là các bạn quen uh, có khoảng cách về địa lý quen trong một chuyến đi du lịch chẳng hạn, cái người này á, họ có thể là người nước ngoài hoặc sống hai quốc gia khác nhau, ha, thấy họ hay đi máy bay nhiều, ha, hoặc là có khả năng khi mà cái người này họ gặp bạn là họ trong chuyến đi du lịch hoặc là họ có sự chủ động đến bạn rất là mạnh mẽ và hai bạn có sự kết nối nói chuyện với nhau rất là nhiều và cái người này họ cũng có một cái sự rõ ràng công khai, ha, à, nói chung là họ có sự gọi là cho bạn thấy được những cái điều mà họ, mà họ muốn Uh, kết nối với bạn cho bạn thấy được cái suy nghĩ hoặc là nói chung là khi gặp bạn cái người này họ sẽ có sự rõ ràng từ a đến z chứ họ không có giấu giếm gì hết mình thấy họ rất là rõ ràng uh, kỹ lưỡng nữa uh, và ở đây cái người này mình thấy họ yêu bạn rất là nhiều nha yêu đắm đuối yêu mãnh liệt yêu si mê uh, nồng nàn và ngọt ngào cái người này trong cuộc sống thì rất là nghiêm nghiêm túc ha. Uh, kỹ lưỡng nhưng mà trong tình yêu với bạn giống như là họ gặp được đúng người đó hai bạn sẽ có khoảng thời gian rất là ngọt ngào đắm đuối bên nhau, thậm chí là đi du lịch biển hoặc là đi đến những cái hòn đảo gì đó vân vân. À và cái người này họ luôn nghĩ đến bạn, luôn mơ về bạn ha, luôn yêu thương các bạn. Ừ, và họ rất là biết cách để có thể à, dung hòa ha, à, suy nghĩ biết suy nghĩ cho nhau và không có ép buộc bạn bất cứ điều gì, gì và họ rất là ga lăng với các bạn luôn. Wow. <laughs> Tuyệt vời ha. Rồi để mình xem qua đó với những bạn nam xem ra bài thì Ai sẽ đến yêu bạn trong 3 tháng tới ha? À, mình thấy cái người này là một người họ rất là giỏi nha. Cái người này làm ra tài chính tốt đó, vững chắc an toàn ha. Và thậm chí cái người này họ hơi có một cái sự nam tính một chút nha. <laughs> Ai cũng có tính nam tính nữ nhưng mà cái người này mình thấy mọi việc trong cuộc sống của họ đều có sự gọi là tự mình làm hết, cho nên là cái tính nam của họ mạnh hơn ha và mình thấy cái người này là một người có một cái sự um, đổi mới bản thân của mình hoặc là bạn chính là cái người yêu mới của họ ha ừ. Ừ, cái người này cuộc sống của họ đang có những cái bước khởi đầu mới hoặc là họ đang có những cái thành công gì đó khi mà họ theo đuổi đam mê ừ. và cái người này mình thấy là họ là một người có sự cân bằng nhẹ nhàng tinh tế điềm đạm à. một số bạn có thể các bạn sẽ gặp nhau vào mùa xuân này đó và ngoài ra thì mình thấy cái người này là một người biết lên kế hoạch tương lai biết kỹ lưỡng suy tính và có sự cẩn trọng từng bước đi của mình có sự cân đông đo điếm và ngoài ra cái người này có cái thiên hướng về nghệ thuật họ có khả năng thích nghe nhạc hoặc là thích sử dụng nhạc cụ gì đó họ cũng hơi bay bổng lãng mạn nhưng mà cũng rất là thực tế và có khả năng cái người này họ vận dụng cái sáng tạo của họ nghệ thuật của họ để họ kiếm tiền đó người này mình thấy họ có rất là nhiều cái ý tưởng như mình nói hoặc là đây là người có nhiều khát khát khao ước mơ hy vọng à, họ là một người có tinh thần cầu tiến có khả năng là một người rất là hoài bão luôn ừ, có nhiều hoài bão nói chung là cái người này mình thấy là một người nhạy bén đó biết nắm bắt á ha à. và ở đây mình thấy họ có sự khác biệt so với những người xung quanh đó ừ. À, người này thì mình thấy họ biết tập trung vào những gì thật sự quan trọng và có thể cuộc sống của họ cũng có rất là nhiều điều khiến họ bị phân tán tư tưởng nhưng mà cái người này họ có khả năng tập trung rất là tốt ừ. và đây là một người hơi đa nghi hoặc là họ có những cái điều gì đó họ luôn tìm hiểu kỹ lưỡng ha xác thực à, chứ họ không có vội vàng đưa ra kết luận ở đây là người có trực giác rất là cao ừ. họ tin tưởng vào trực giác của họ nha có tầm nhìn nữa người này cũng trải qua rất là nhiều thăng trầm rồi và đây là một người họ có một cái sự đang hướng đến những cái điều tích cực trong cuộc sống của họ người này mình thấy khá là xinh đẹp á ừ, có thể là có khuôn mặt tròn ha hoặc là da khá là đẹp ừ, da trắng hoặc là có khả năng có nhuộm tóc nữa và người này mình thấy có khả năng là họ hơi có nhiều tâm sự gì đó ừ và đây là một người như mình nói khi mà bạn gặp họ là họ đang trong cái giai đoạn của một cái khởi đầu mới ha. giống như là mọi thứ trong cuộc sống của họ đang có những cái sự biến đổi giống như, như họ đã từng gặp xui rủi hoặc là không có được cái hạnh phúc nhưng mà họ biết gọi là thay đổi để um, nắm bắt hạnh phúc của mình à, họ trở thành một con người mới à. và họ bắt đầu cuộc sống mới khi mà họ gặp bạn nha cái người này họ rất là yêu trẻ co, trẻ thơ hoặc là đôi khi cái người này cũng hơi trẻ con chút ừ. hoặc là họ trẻ hơn tuổi nhiều á ừ và ở đây mình thấy khả năng có một số bạn là uh, người này họ có con riêng ha vân vân có một số bạn như vậy ở đây mình thấy có một số bạn các bạn đã kết hôn các bạn cũng vô xem thì đó chính là người phối ngẫu của bạn chứ ai <laughs> à, ở đây mình thấy cái người này là một người kiểu như là họ trong tình yêu thì họ không có quá chủ động đâu họ sẽ có sự quan sát xem nghe ngóng như thế nào chờ đợi cái tín hiệu từ bạn trước ừ. tuy nhiên thì mình thấy cái người này là một người họ đang hướng về gia đình họ muốn xây dựng hôn nhân ha muốn kết hôn đó cho nên họ tìm cái đối tượng mà đem đến cho họ cuộc sống hôn nhân hạnh phúc chứ cái người này họ không có thích gọi là bản phí thời gian với những cái người mà không có cái định hướng cho tương lai ha à quen chơi họ không có thích đâu Họ không có muốn gọi là mất thời gian cho những cái tình yêu gọi là chơi đùa đó họ thật sự tìm người nghiêm túc để yêu Mà cái người này họ có sự có khả năng họ có hai sự lựa chọn ha à, giữa bạn về một ai đó cho nên họ cũng phân dân ngần ngừ nhưng mà cái người này họ có sự gọi là biết cái tiêu chuẩn cái suy nghĩ của họ đang hướng về điều gì họ cần một cái người nghiêm túc một cái người chững chạc một cái người biết quan tâm và có khả năng gọi là thấu hiểu và cho họ một mái ấm gia đình kiên vững chung thủy à cái người này thì mình thấy là mình thấy là bạn là người chủ động đến với họ ha ở đây mình thấy thậm chí họ có khả năng thứ ba người theo đuổi họ luôn đó à, ngoại ngoại trừ bạn ra thì có hai người nữa theo đuổi họ người này có khả năng rất là thu hút người khác ừ. bởi vì họ giỏi mà ừ, họ có khả năng có tất cả nhưng mà còn chỉ thiếu gia đình thôi ha cho nên họ có sự tiêu chuẩn riêng họ có sự lựa chọn ha chứ không phải họ không có để người khác chọn họ mà họ sẽ có sự chọn người có khả năng đi đến lâu dài với họ Ừ. và ở đây mình thấy họ có sự gọi là xem xét ngắm nghía dữ lắm và họ thấy bạn là cái người gọi là ưu tú nhất bởi vì bạn có hành động, bạn có sự trung thủy, có sự thật lòng, bạn cũng là một người khá là điển trai hoặc là nói chung là họ nhìn thấy thì ok ổn ừ. đúng với tiêu chuẩn của mình ha và họ nghĩ bạn với họ có khả năng gọi là đi đường dài xây dựng gia đình với nhau được nên là mình thấy cái người này họ sẽ chọn quen với bạn ha và có thể là cái mong ước của bạn muốn muốn kết hôn cho nên cái người này họ cũng uh, thấy hai bạn có sự ý hợp tâm đầu ha? <laughs> kiểu như vậy. Uhm, một số bạn ở đây các bạn nghĩ ô xong mà may mắn quá gặp người gọi là đúng ý của mình. Uhm, đôi khi bạn nghĩ cái này đôi khi không có thật nhưng mà bạn được khuyến khích hãy biết rằng bạn rất là đáng yêu bạn xứng đáng có được cái tình yêu mà bạn mong muốn và bạn có khả năng nhắm đúng đúng cái mục tiêu của mình ha, tìm được cái người đúng tiêu chuẩn các bạn nhưng mà các bạn cần phải tập trung vào cái điều đó ha, bạn có thể thu hút cái điều đó tập trung cầu nguyện luôn còn nếu như bạn cảm thấy mình không xứng đáng thì có khả năng bạn sẽ bắn lệch mũi tên mà bạn sẽ không đạt được cái mục tiêu mà bạn nhắm tới nha à, ăn thua các bạn thôi một ừ, số bạn như mình nói khả năng là đi du lịch gặp nhau hoặc các bạn sẽ có những cái sự gọi là uh, gặp gỡ qua một cái um, một cái chuyến đi hoặc là các bạn có sự bàn bạc nhau về một cái chuyến đi nào đó uh, hoặc là có khả năng là một trong hai người muốn đi du lịch và đến cái nơi mà đối phương đang sống và có khả năng gọi là uh, tìm bạn nói chuyện với nhau rồi hãy cảm thấy hợp rồi có sự từ tình bạn ha đi lên tình yêu cũng có thể uh hoặc là một vài bạn các bạn đã biết cái người này rồi và có khả năng trong 3 tháng tới là các bạn sẽ có một cái chuyến đi du lịch thậm chí có một vài bạn sẽ tiến đến hôn nhân luôn <laughs> một ít người thôi ha và cái tình yêu này các bạn được khuyến khích hay có sự gọi là um, tha thứ ha và có sự rút kinh nghiệm từ những cái lỗi lầm để học hỏi điều đó để các bạn giải phóng và chữa lành quá khứ và các bạn có được những kinh nghiệm nhiều hơn tốt hơn trong tình yêu để các bạn có thể có được một cái tình yêu nó vững chắc Ha, nó dựng bền Có thể hai bạn cũng có xảy ra gây gỗ hay tranh cãi gì đó Bất, đất, bất đồng quan điểm á. Nhưng mà mình thấy cái mối quan hệ này Các bạn có sự tha thứ cho nhau ha. Um, Có sự vì nhau mà cố gắng Nhưng mà đa số mình thấy là Người, người, người mới nhiều ha. Số bạn là người mới nhiều Hoặc các bạn quen nhau trên mạng xã hội, cộng đồng gì đó Và đồng thời có thể là Bạn nữ rất là muốn tìm hiểu về bạn nam rất là nhiều Một số bạn nếu mà bạn quen người mới các bạn đừng có vội vàng, các bạn cứ tìm hiểu họ trong một thời gian chứ đừng có vội vàng bước vào tình yêu để xem cái người này họ có hợp với mình hay không. Bởi vì đôi khi có nhiều người đeo mặt nạ, lúc đầu thì tỏ ra là một cái người đúng tiêu, chu tiêu, chu tiêu chuẩn của bạn, nhưng mà sau đó thì có khả năng là họ gồng hết được rồi, lòi <laughs> ra nhiều cái không có hợp với mình, mất thời gian, nha, hoặc là mất đi cái um, um, sự cố gắng hoặc là bạn đầu tư sai hướng thì có khả năng mất lãng phí ha? lãng phí công sức, lãng phí tình cảm các bạn cho nên là các bạn được khuyến khích hãy tìm hiểu kỹ lưỡng rồi hãy yêu. Ừ. Rồi để mình xem cung hàng đạo nói bật cho các bạn hay là của bạn của người đó ha. Ở đây mình thấy có một vài bạn khi mà bạn gọi là từ chối ha, bạn cảm thấy không không được, cảm thấy cái người này quá gọi là tốt ha, vượt quá sự mong đợi các bạn. Ừ, bạn nghĩ là giấc mơ các bạn không tin thì các bạn sẽ không gặp ha à, cho nên có một vài bạn các bạn không không gặp được do các bạn không có tin các bạn không có cái niềm tin vững chắc các bạn không có khả năng thu hút được họ bởi vì bạn đâu có tin đâu bạn đâu có để cái tâm trí của bạn hướng về cái người này đâu cho nên là có một số bạn sẽ gặp một số bạn sẽ chưa gặp à, mà vẫn còn quá trình độc thân vui tính ha à, Rồi để mình xem cung hoàng đạo nổi bật cho các bạn hay là của bạn của người đó. Market. Bảo Bình. Bạch Dương. Cự giải. Sự nữ ha. Rồi chữ có trong tên. K. Chay. À, H. H. Uhm b t a l f y ngắn s và n Chào mình xin kết thúc các bạn tụ 1 ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Mình xin chào các bạn. Hai xin chào các bạn tụ 2. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 2 để xem coi. À, um, Ai sẽ đến yêu bạn trong 3 tháng tới và đây những trong bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Giờ mình sẽ liên kết năng lượng với các bạn tụ 2. Các bạn tụ 2 là những người đang ở trong cái giai đoạn um, hơi trăn trở hoặc là có thể một số bạn các bạn đang um, cảm thấy phân dân hoặc có sự đấu tranh với hoàn cảnh của mình rất là nhiều hoặc là một số bạn các bạn đã từng có những cái mối tình rất là đẹp nhưng mà cuối cùng nó lại không đi đến đâu là có những cái sự kết thúc thậm chí một số bạn là kết thúc đột ngột chỉ một cuộc tranh cãi nó lại có một cái sự gọi là tan tành luôn ha một số bạn như vậy hoặc là ở đây mình thấy có thể là trong cuộc sống của bạn hiện tại các bạn đang trải qua những giai đoạn uh, chuyển đổi ha một cái điều gì đó sắp được khai sinh sắp được đổi mới trong cuộc sống các bạn rồi hoặc các bạn một số bạn các bạn đang trở thành một cái phiên bản mới trong 3 tháng tới đó ha bạn sẽ loại bỏ những cái cũ những gì không phù hợp nữa hoặc ở đây mình thấy các bạn là những người đã từng trong tình yêu thì hay canh cãi với người yêu đó hoặc là hay háo thắng hay bốc đồng ha hay um, có những cái sự gọi là có chịu gì đó nhưng mà có thể có những kết thúc trong quá khứ nó khiến cho bạn có sự thức tỉnh đổi mới giác ngộ và các bạn không có còn muốn gọi là tranh cãi trong tình yêu nữa các bạn muốn gặp được một cái người mà giúp giúp cho bạn cảm thấy được yên bình được hòa bình được thoải mái à, và có một cái sự trân trọng bạn ha ừ, các bạn thích sự hòa giải các bạn có khả năng là một người có thể giúp cho người khác hòa giải những cái mâu thuẫn ha và ở đây mình thấy các bạn trong cuộc sống các bạn các bạn có sự tha thứ cho những cái người khiến cho bạn mỏi mệt khó chịu các bạn hồi này những người gây hại các bạn mình thấy các bạn có sự tha thứ hết một số bạn thì mình thấy các bạn là những người có cái tâm tu tập hướng thiện ha, sống thiện lành và các bạn đang được ơn trên bảo vệ và hỗ trợ cho các bạn trong cái hành trình sắp tới à, một vài bạn ở đây thì mình thấy là các bạn là những người làm trong lĩnh vực giáo dục ha hoặc là bạn là một người biết chia sẻ biết cho đi ha. và cũng nhờ với những cái thời điểm khó khăn kiệt quệ trong cuộc sống các bạn những cái tranh cãi mâu thuẫn gì đó mà các bạn ngộ ra rất là nhiều điều các bạn học ra được những cái bài học trong cuộc sống mà các bạn có khả năng gọi là hỗ trợ những người khác vượt ừ. qua những bài học của họ. À. số bạn ở đây mình thấy các bạn rất là tin tưởng vào vũ trụ nha. Ừ. hoặc là bạn hay cầu nguyện cùng ân trên. một vài bạn thì có khả năng các bạn rất là quan tâm nhiều đến cha mẹ của mình. Ừ. có một số bạn các bạn có khả năng là cha hoặc mẹ đơn thân hoặc đã ly dị cũng có ở đây. Ừ và mình thấy các bạn rất là vững chắc rất là cứng cỏi ha bạn có khả năng xây dựng một cái tương lai chắc chắn cho bản thân của mình luôn các bạn không có thích sống phụ thuộc các bạn là những người có khả năng là tự làm chủ à, thậm chí có một số bạn các bạn không có thể nào mà gọi là làm công cho người khác được ừ. mình thấy có thể là các bạn là những người có khả năng gọi là tạo nên cái đế chế riêng <laughs> một số bạn ở đây mình thấy các bạn cực kỳ thông thái cực kỳ uh, tinh khôn và có sự gọi là sắc xảo có sự uh, thông tuệ cho nên và bạn cũng là một người khiêm tốn nữa. Ừ, bạn giỏi nhưng mà bạn không có thích uh, khoa trương quá nhiều nhưng mà bạn dẫn được mọi người tín nhiệm ngưỡng mộ và trân trọng các bạn ha một vài bạn ở đây các bạn đang muốn tìm kiếm một cái người phù hợp với các bạn bạn tìm hoài mà chưa thấy và có thể các bạn đã sống trong cái cảnh gọi là độc thân vui tính khá là lâu rồi sống trong cái sự lạnh lẽo khá là lâu rồi các bạn rất là hy vọng vũ trụ cho bạn một cái tín hiệu hoặc cho bạn một cái con đường rõ ràng hoặc cho bạn cái đèn để bạn có thể biết được uh, ai phù hợp với bạn hoặc là các bạn đang cố gắng sống uh, tích cực và bạn đang cố gắng thu hút vào trong cuộc sống một, của mình một cái người xứng đáng, ha, phù hợp và cùng bạn đồng hành trên hành trình phía trước. Ừ. Rồi, để mình xem coi uh, ai sẽ đến yêu bạn trong 3 tháng tới ha. Ừ. Mình thấy đây cũng là một uh, người từng bị tổn thương. Ừ. Và có thể là họ cũng uh, mạnh mẽ giống như bạn vậy đó ha. Toàn là những người tổn thương gặp nhau thôi <laughs> họ có khả năng đã từng bị phản bội hoặc là có những cái tổn thương đau đớn gì đó là cái người này mình thấy họ biết dương lên là họ biết phấn đấu để um, chút bỏ những sự buồn bã trong cuộc sống ha họ sống vì đam mê của mình Và những gì họ cố gắng họ tập trung thì mình thấy có sự nở qua, có sự thắng lợi có sự thành công và có sự trọn vẹn và cái đối tượng này thì mình thấy họ cũng được rất là nhiều người ngưỡng mộ ha trân à, trọng họ đó người này như mình nói họ đã từng bị phản bội ha từng bị um, đâm ba kiếm Ừ. và ngoài ra thì họ là một người sống khá là thâm trầm và ít ít nói hoặc là cũng không có thích thể hiện nhiều và có rất là nhiều người hơi tò mò về cuộc sống của họ và người này là một người lý trí quyết đoán dứt khoát tiền bạc phân minh ái tình dứt khoát một người vững chắc kiên định tin tưởng và rất là ghét sự giải sự gọi là không trung thành không trung thủy trong tình yêu và họ người này khá là đa nghi nha ừ ở đây mình thấy trong 3 tháng tới có một số bạn nếu như bạn không có sự gọi là tìm hiểu kỹ thì bạn sẽ có khả năng gặp phải những cái người phản bội hoặc là những cái người lừa đảo đó cho nên các bạn hết sức cẩn trọng để tránh gặp phải những cái người không tốt đừng có vội vàng bước vào yêu mà nên tìm hiểu kỹ lưỡng nha mình thấy có đối tượng không tốt đó ừ. rồi để mình xem qua đó với những bạn mang năng lượng nữ xem cho bài thì ai sẽ đến yêu bạn trong 3 tháng tới thì các bạn nữ xem cho bài các bạn có cùng nguồn năng lượng với đối tượng của các bạn nam xem cho bài các bạn có thể xem tham khảo qua lại các bạn nam cũng vậy ha uhm, cái người này là một người lý trí ha vững chắc kiên định là một người rất là thông minh và có khả năng có quyền hành có địa vị có tài năng có khả năng lãnh đạo tốt uhm, thấy bạn thấy cái người này với bạn khá là giống nhau đó và cái người này mình thấy họ xuất thân từ một gia đình cũng có truyền thống hoặc là có học thức hoặc là giàu có ha à, gia đình uh, cổ điển đó à, và cái người này họ là một người rất là mong muốn được kết hôn ha. rất là khát khao có gia mới ấm gia đình riêng à, ở đây mình thấy cái người này là một người ở bề ngoài thì lạnh lùng nhưng bên trong đầy tình cảm và có thể là họ cũng uh, hay uh, muốn dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi do tại vì cái người này họ làm việc quá nhiều thậm chí có khả năng họ làm việc uh, thức khuya làm việc vào đêm hôm, à, có thể cái tính chất công việc của họ là như vậy. Họ rất là tỉ mỉ, họ rất là cẩn trọng, họ rất là kỹ lưỡng ha. Một số bạn coi trường quen phải người có có vợ nha, à, cho nên là mình mới nói là các bạn hết sức kỹ lưỡng bởi vì à, cái đối tượng đó giả vờ là cái người nghiêm túc ha, vững vàng, vững chắc lịch sự à, hoặc là một người có một cái sự gọi là trung hình tận tụy nhưng mà đôi khi giả vờ thôi cho nên các bạn còn phải tìm hiểu kỹ lưỡng để tránh bị lừa còn cái đối tượng trong cái bài này là một người sống rất là ngay thẳng chín chắn và có cái sự vững chắc về mặt tinh thần mà không có dễ dàng bị cám dỗ và cái người này thì mình thấy có thể là họ có bụng hơi to một chút hoặc là họ là một người có cái thân hình vạm vỡ cao ráo khuôn mặt thì có thể là cũng hơi nhìn hơi Hơi khó tính hoặc là ít khi cười ừ. nhưng mà cái người này có một đôi mắt rất là hiền từ ha chỉ là cái khuôn mặt họ nó hơi có sự xa cách với người khác ừ. khuôn mặt tròn ha cằm tròn có râu quai nón ừ. chân mày thì hơi cong nhẹ thôi chứ mình thấy là chân mày ngang và có thể họ cực kỳ yêu thương cha mẹ của họ luôn cái ừ. người này mình thấy có khả năng họ cũng là người được cha mẹ quan tâm yêu thương ha Họ cũng uh, có khả năng yêu thú cưng, ừ. yêu loài chó ha, ừ. hoặc là yêu uh, chú chim ha, mình thấy là như vậy. Đây là một người uh, biết uh, chăm sóc cho bản thân hoặc là thích ăn mặc uh, kính đáo ha, uh, hoặc là cái người này uh, thì mình thấy họ là một người mình đồng gia sắc, không gì có thể gây tổn hại cho họ, họ biết bảo vệ bản thân của mình. Ừ. bảo vệ sức khỏe, bảo vệ uh, tâm thân trí của họ cái vậy cái đối tượng này mình thấy họ có sự xu theo dòng họ để cho mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên à, họ không có để cái sự lo lắng ảnh hưởng đến cái cuộc sống của họ nha ừ. và đồng thời cái người này mình thấy họ có sự gọi linh, linh hoạt và ứng biến và có thể khả năng cuộc sống của họ cũng có rất là nhiều cái sự cạnh tranh tuy nhiên cái người này rất là can đảm và có sự tự tin à. họ mạnh mẽ giống như một chú hổ vậy đó và đây là một người mình thấy họ có một cái sự sẵn sàng ha cho những sự thay đổi tích cực hoặc là khi gặp bạn có thể là họ đã um, sẵn sàng để uh, buông bỏ quá khứ tổn thương gì đó ừ. và họ gặp nhiều những, những sự tích cực khi mà họ gặp bạn người này có tiêu chuẩn riêng có nhiều sự lựa chọn cho nên họ luôn cố gắng đưa ra một cái sự lựa chọn tốt nhất hoặc là cái người này họ xem bạn là cái người lựa chọn tốt nhất của họ đó ừ. và cái người này cuộc sống của họ đang dần tốt đẹp hơn rất là nhiều toàn là những cái um, thông điệp liên quan đến sự tích cực thôi ừ. họ đang từng bước bước vào cái không gian tích cực lạc quan ha, tốt đẹp trong cuộc sống của họ và việc mà gặp được bạn cũng là một cái điều tích cực của họ đó à. số bạn ở đây mình thấy các bạn là phải rời khỏi một mối quan hệ gì đó tổn thương rồi ha mất kẹt rồi các bạn mới có thể gặp được cái người này hoặc là cái người này họ rời khỏi một mối quan hệ gì đó họ mới gặp được bạn ừ, và lúc đầu các bạn là bạn bè với nhau ha uh, tìm hiểu về nhau và có sự um, hợp với nhau ừ, và cái người này mình thấy thì um, họ có một cái sự gọi là um, nhiều sự lựa chọn nhưng mà mình thấy họ cảm thấy bạn là cái người tốt nhất Ừ. và họ có nhiều cái khát khao khát ước muốn với bạn ừ. và cái người này họ cảm thấy họ với bạn khi yêu sẽ tạo nên một cái tình yêu rạng người một cái tình yêu phát triển ừ. bạn chính là cái khởi đầu mới tốt đẹp của họ ha và trong mối quan hệ này họ luôn cố gắng cân bằng giữa tình yêu và công việc tại vì cái người này họ yêu công việc rất là nhiều à. Và ở đây có một vài bạn có quen nhau thì có khả năng là cái người này với bạn sẽ có sự gặp mặt đó. Ừ. Hoặc là gặp mặt kiểu như hai bạn có khoảng cách địa lý sẽ có sự gặp mặt, hợp mặt. Hoặc là có một vài bạn thì có thể là... À... Khoảng 10% một số bạn ở đây có một cái sự kết nối lại với một cái đối tượng nào đó mà đã có sự chia xa. Ừ. Đối với đối tượng này ha ừ, một số bạn là 10% có sự kết nối làm hòa ừ, và cố gắng cân bằng cái mối quan hệ này không có nhiều thấy chỉ 10% thôi còn một số bạn là mình thấy có khả năng là một người mới hoàn toàn luôn nha yeah. bạn chỉ gặp cái được cái người này người mới ấy, khi mà bạn hoàn toàn buông bỏ cái người cũ ha và cái người này mình thấy họ có nhiều gánh nặng lắm nhiều công việc lắm à, cho nên cái mối quan hệ này cũng bị ảnh hưởng bởi công việc và ngoài ra thì có thể là cái người này mình thấy họ cũng kiên nhẫn kiên trì trong mối quan hệ này bạn gặp được họ khi mà họ có nhiều việc phải làm à, cho nên là đôi khi họ không có quá nhiều đậm đà với bạn nhưng thực sự cái người này họ dành tình cảm cho bạn mà có điều là họ bị công việc chi phối nha và mình thấy trong mối quan hệ này là cái người này là cái người sẽ cố gắng rất là nhiều để cho bạn vui và bạn hạnh phúc đó, nha. cho nên bạn gặp được cái người nào mà họ gì bạn ha làm mọi việc bạn cần điều gì họ có sự đáp ứng kiểu như là niềm vui niềm hạnh phúc thôi, không có liên quan đến vấn đề tài chính mà họ chủ yếu là họ làm cho bạn vui. Uhm. thì thì có khả năng là cái người này nha. còn những cái người mà bạn gặp mà gọi là khó chịu cáu kỉnh hoặc không có muốn đáp ứng cái yêu cầu của bạn thì có thể là không phải nha. Mình thấy là như vậy đó Rồi Để mình xem coi đó Với bạn Nam sang cho bài thì Ai uh, sẽ đến yêu bạn trong 3 tháng tới ha ừ, Mình thấy cái người này là một người nhanh nhẹn Có khoảng cách với các bạn Các bạn hay nhắn tin qua lại với nhau là nhiều Và đây là một người rất là thích trồng cây ha, Rất là thích hoa lá cây cành Là một người rất là thông minh Và làm gì cũng có một cái sự gọi là gọn ghẽ và hoàn thành nhanh chóng hết Người này mình thấy họ có khả năng là trẻ hơn bạn ha, Và đây là một người mang cho mình một cái trái tim yêu thương ngọt ngào Nhẹ nhàng và có khả năng nhìn họ có khá là trẻ Hoặc là họ có khả năng có điều gì đó họ nhìn rất là tươi trẻ Hoặc họ hơi con nít chút ừ. Nhưng mà được cái là cái người này họ chân thật nha Người này là một người dù cho họ nhìn có vẻ hơi con nít Nhưng mà thật sự họ làm ra tiền đó Họ giỏi giang, họ có một sự lên kế hoạch cho cuộc sống của mình Có sự kiên nhẫn, kiên trì và bền bỉ ừ và người này rất là thích trồng cây trồng hoa hoặc là họ thích ở những nơi có nhiều hoa lá nó gần thiên nhiên và họ thích ở cái không gian rộng lớn và cái người này mình thấy họ có bị cái chứng mất ngủ hoặc là nhiều đêm thức khuya gì đó hoặc là trong quá khứ của họ đã từng có những tổn thương mất mát gì đó ừ. trong tình yêu và họ có những sự hối tiếc hối hận và cái người này mình thấy dường như họ cũng có những vấn đề tiền bạc nó có sự hao hụt ừ hoặc là họ có những vấn đề về sức khỏe ha mình thấy là như vậy hoặc là trong tình yêu cái người này hay bị bị, bị um, người khác đối xử không tốt bị bỏ rơi luôn cảm thấy lạnh lẽo ha. hoặc là cái người này ở bề ngoài họ tỏ ra một người rất là lạnh lùng nhưng mà bên trong họ rất là khao khát được yêu thương được quan tâm ừ bề ngoài thì rất là lạnh lùng rất là nghiêm túc và người ta không có nắm bắt được họ kiểu vậy và đây là một người họ có một cái sự may mắn lắm nha ừ. có khả năng họ hay chứng kiến được những điều kỳ diệu trong cuộc sống của họ ha. à, họ hay được ban phước lành, sự may mắn và người này họ rất là yêu trẻ con luôn và đây là một người họ có khả năng cuộc sống của họ có rất là nhiều trận chiến hoặc là họ luôn phải cố gắng chiến thắng bản thân của mình để có thể đạt được cái thành công họ là một người biết điều quân điều binh khiển tướng nha thông minh nha có khả năng lãnh đạo tốt và rất là khôn ngoan à, trong cái việc gọi là nhận diện cuộc chiến và có nên uh, bắt bắt đầu cuộc chiến hay không là cái người này mình thấy họ rất là biết uh, tinh tế để không có để bản thân của mình bị vạ lây hoặc là bị ảnh hưởng bởi người khác kiểu vậy người này có tiền ha họ có khả năng tìm ra được những cách để gia tăng tài chính họ rất là nhạy bén có tiền có bạc Uh, có sự dồi dào có sự tình vượng và có khả năng trong cái quá khứ cái thời điểm mà họ khó khăn là cái thời điểm mà cái người này họ trở nên tỉnh thức họ giác ngộ không có tiền không có làm gì được để từ đó cái người này họ mới có khả năng trong quá khứ là một người lãng mạn nghiêng về tình yêu thôi từ khi cuộc sống họ trải qua cái giai đoạn biến cố về vật chất đó, thì lúc đó cái người này họ trên thực thực tế hơn rất là nhiều ha và biết cách để tìm ra cái um, cách kiếm tiền một cách uh, uh, kỳ diệu nhất mình thấy ân trên có sự hậu thuẫn cho cái người này ha Người ừ, này mình thấy họ có khả năng là có bài học của họ, bài học của họ liên quan đến vấn đề buông bỏ ha, Học cách buông bỏ những điều tiêu cực con người cũ hoặc là buông bỏ những cái người không phù hợp ừ. là Cái người này mình thấy họ là một người kiểu như là ai mà không phù hợp hoặc là không có đối xử tốt với họ, không trân trọng giá trị của họ Là họ sẽ buông đó ừ. Thậm chí là bạn bè à, hoặc là người yêu ha, họ có một cái sự lý trí Ừ và người này là một người họ biết nâng cao tiêu chuẩn của cá nhân mình ha, Thông minh và thành công Họ rất là thích chim công luôn ừ. Ở đây mình thấy cái tình cảm Cái người này dành cho bạn đó là một cái tình yêu Mà kiểu như là họ đã tỉnh thức rồi Cho nên là trong cái tình yêu này thì mình thấy họ có sự nhẹ nhàng, lãng mạn và biết thấu hiểu hơn, chứ họ không có gây chiến, gây hấn gì hết. À, và cái người này dường như họ có sự thu hút bạn vào trong cuộc sống của họ đó. Và bạn là người chủ động cho nên cái người này họ có sự gọi là ưu ái cho bạn. Họ có nhiều người theo đuổi nhưng mà mình thấy dường như là họ có sự để dành cái tình cảm cho bạn tại vì bạn có một cái sự cố gắng nhiều cho họ, cho tình yêu này. và trong cái mối quan hệ này thì mình thấy họ cảm thấy bạn cũng là một người làm việc rất là nhiều hai bạn họ cảm thấy họ với bạn rất là hợp nhau kiểu như là cả hai người đều phấn đấu cho công việc cho sự nghiệp à, và họ cảm thấy thoải mái khi mà quen bạn họ cảm thấy bạn với họ hợp nhau về mọi mặt và họ rất là muốn trở thành vợ của bạn muốn sinh con đẻ cái với bạn à, muốn có một cái tương lai vững chắc an toàn với bạn mình thấy là như vậy cái người này khi gặp bạn là họ muốn kết hôn Họ muốn tìm được một cái người gọi là xứng đáng Để họ có sự nâng khăn, sẻ túi và sống một cuộc sống an nhàn hạnh phúc đến cuối cuộc đời Thế như vậy Cho nên mình thấy cái người này họ có sự đặt tâm tư và trọn vẹn cái tình cảm cho các bạn à, Và họ cảm thấy bạn giống như một món quà của họ Sau khi họ có sự rời khỏi cái biến cố gì đó tổn thương trong quá khứ ha New lớp ừ. một số bạn có khả năng là new lớp và tình yêu mới à. và cái người này họ sẽ đến khuấy động cái sự lãng mạn cho bạn Và trong cái tình yêu này các bạn có sự thể hiện tình cảm với nhau ừ. các bạn được khuyến khích hay làm cái điều đó để tình yêu của bạn có sự lãng mạn hơn và cái người này xứng đáng để bạn chờ đợi ha. khi mà thời điểm đúng lúc thì các bạn cái tình yêu này nó sẽ được uh, diễn ra um, cách tốt đẹp cho các bạn và cái tình yêu này được cái thiên thần bảo hộ ha. Ừ. ở đây mình thấy có một số bạn các bạn được khuyến khích hay có sự gọi là chú ý đến những cái dấu hiệu gì đó có một số bạn như mình nói đó có những cái người phản bội lừa đảo hoặc là bạn cảm thấy cái điều gì đó ừ cái người này thấy có gì đó sai sai lúc đầu thì thấy rất là tốt nhưng mà sau đó dường như là có điều gì đó hơi bị trái với mình thì đó là những cái dấu hiệu mà ơn trên đem đến cho các bạn để các bạn biết các bạn chọn đúng người hay sai người để các bạn có sự gọi là dừng đúng lúc ha chứ các bạn có sự gọi là cảm thấy si mê quá dấn thân vô là có khả năng một vài bạn gặp phải những cái người không tốt với các bạn bởi vì mình thấy có những cái người không có tốt ha có những cái điều gì đó mà gọi là ẩn giấu che giấu hoặc là có những người có gia đình cho nên là các bạn hết sức cẩn trọng nha đặc biệt các bạn nữ á ừ. bạn nam cũng có ha ừ. và mình thấy ở đây nè cái mối quan hệ nào bạn cảm thấy mệt mò mệt nhòi nặng nhọc quá Ha, cảm thấy họ yêu cầu bạn quá nhiều hoặc là nặng nề quá ừ, cảm thấy như mình bị uh, trong mối quan hệ mình không phải là mình mình không có được tự do không có được thoải mái kìm chặt hoặc là cảm thấy luôn cảm thấy có sự tuổi thân thì đó chưa phải là cái tình yêu phù hợp cho nên là trong vòng 3 tháng tới nếu gặp phải những cái người mà khiến bạn cảm thấy mỏi mệt như vậy thì tốt nhất nên tránh xa <laughs> Rồi để mình xem cung hoàng đạo nói bật cho các bạn hay là cô bạn của người đó ha. Nhân mã, Bạch Dương, Kim Ngưu. Ừ. Một số bạn ở đây là bạn gặp được đúng người là do các bạn đã trải qua rồi, các bạn biết chọn lựa ha. Còn một số bạn trẻ có khả năng chưa biết cho nên là đôi khi nguồn năng lượng tùy theo cái nguồn năng lượng các bạn. Ừ. Sẽ gặp phải một vài người giúp cho bạn có sự gọi là sáng láng hơn, có nhiều kinh nghiệm sống hơn. À, và trí tuệ hơn nữa, Kim Ngu Thiên Bình Được mở mang đầu óc sư tử Xong tử rồi chữ cái trong tên X uh, F R M H N W tờ chay k cờ B s giờ hoặc đờ y ngắn và l rồi mình xin kết thúc các bạn tụ hai ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông 3 để nhận những video mới nhất từ mình nha xin chào các bạn Hai xin chào các bạn tụ 3, bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 3 để xem coi ai sẽ đến yêu bạn trong 3 tháng tới. Và đây những trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình sẽ liên kết năng lượng các bạn tụ 3. Các bạn tụ 3 là những người đang tập trung vào tài chính rất là nhiều ha, là những người có một sự vững chắc về mặt tinh thần, kiên định và ngoài ra thì mình thấy là các bạn là những người vừa sống tình cảm mà lại có sự thực tế nữa ha nhảy bén ha các bạn rất là mong muốn gặp được một cái tình yêu chân ái một cái người cho bạn một cái cảm giác tình yêu đủ đầy dân trạng sức sống ha là các bạn rất là yêu hòa bình một số bạn ở đây mình thấy có khả năng một số các bạn các bạn có một cuộc sống khá là dư giả đủ đầy hoặc là bạn có những cái nguyện ước và bạn hy vọng nó sẽ được hoàn thành à, mau chóng mà mình thấy thì có một vài bạn các bạn rất là hòa nhã rất là có một cộng đồng riêng hoặc là được mọi người yêu thích số bạn thì có một nhóm bạn riêng nữa đó hoặc là bạn có thể sẽ gặp được cái đối tượng này trong một cái cộng đồng hoặc là một buổi tiệc nào đó một vài bạn ở đây mình thấy các bạn hay nhớ về chuyện cũ hay hoài niệm quá khứ hoặc bạn là một người người con rất là ngoan hoặc là bạn rất là yêu thích trẻ con trẻ thơ có một vài bạn ở đây có thể là cha hoặc mẹ đơn thân ha nói là như vậy và mình thấy các bạn là những người sống cực kỳ cảm xúc luôn ừ. các bạn là những người có lòng yêu thương hoặc là có sự thương người nhân ái đó và dường như các bạn rất là thích uống trái ca, nước trái cây ha ừ. đôi khi sống nhiều cảm xúc và một số bạn có thiên hướng về nghệ thuật có sự lãng mạn hoặc là tinh tế hoặc là có sự gọi là bao dung rộng lượng nhưng mà đôi khi bạn hơi bị nhạy cảm Thậm chí các bạn có khuynh hướng hay cho đi quá nhiều Cho nên các bạn phải biết cân bằng để tránh bị kiệt sức nha Rồi uh, Ai sẽ đến yêu bạn trong 3 tháng tới Mình thấy có thể là cái người này họ đã từng bị tổn thương Từng bị cô đơn, từng bị ghẻ lạnh Hoặc là từng bị phản bội uhm. Đây là một người lý trí cực kỳ ha Khôn ngoan, thấu đáo uh, Biết phân tích vấn đề một cách cặn kẽ, logic và từ tốn là ừ. cái người này mình thấy họ là một người mạnh mẽ có sự gọi là vững về mặt tinh thần và có cái tính kỷ luật bản thân cực kỳ um, tốt đẹp và đối tượng này giành giành được rất là nhiều những thành công đạt đến cái đỉnh vinh quang rồi và người này mình thấy họ có tiền có bạc nữa nói chung là một người kiệt xuất nhân tài ha uh, người này mình thấy họ có khả năng là hay dành thời gian để nghỉ ngơi bởi vì họ làm việc quá nhiều và có thể họ làm những công việc mà liên quan đến uh, trí não là nhiều, ha suy nghĩ nhiều, cho nên họ rất là cần những khoảng thời gian để họ thư giãn, để họ thoải mái, họ um, có một sự gọi là nâng cao tinh thần. Wow. Ở đây mình thấy có khả năng có một vài bạn có nhiều người đến với các bạn lắm nha. Đặc biệt các bạn nữ mình thấy có nhiều đối tượng lắm á. Rồi để mình xem qua đó với những bạn mang năng lượng nữ xem cho bài thì. Ai sẽ đến yêu bạn trong 3 tháng tới thì các bạn nữ xem cho bài các bạn có cùng nguồn năng lượng với đối tượng của các bạn nam xem cho bài các bạn có thể xem tham khảo qua lại các bạn nam cũng vậy ha. Ở đây mình thấy cái đối tượng mà đến yêu bạn trong 3 tháng tới hay năng cái người này họ có họ có một cái cuộc sống đã từng tổn thương, đã từng bị vấn đề về tiền bạc thất thoát Nhưng mà họ từ những cái điều đó mà họ có sự gây dựng Biết tập trung vào công việc và nỗ lực kiếm tiền chăm chỉ à, Đây là một người sống ưu về vật chất tiền tài Hoặc là có khả năng cái người này họ đã từng ly dị uhm, đây là một người có thể xuất thân từ một gia đình cũng khá là truyền thống và thậm chí là sung túc nữa Cái người này có khả năng là người nước ngoài, các bạn sống hai quốc gia khác nhau là nhiều Và mình thấy cái người này họ giỏi ngoại ngữ, à họ rất là biết cách học hỏi họ những cái điều mới trên thế giới để áp dụng cho cái cuộc sống của họ để tìm ra những cơ hội gia tăng tài chính à, mình thấy có thể là một số bạn có tới hai đối tượng một người thì lý trí vững chắc một người lãnh đạo và khô khan nhưng mà và một người có khả năng làm ra tiền bạc rất là tốt và cả hai người đều ít nói à, à, nhưng mà mình thấy có khả năng là một người có một người rất là kỹ tính hoặc là khuôn mặt ít khi cười ha nghiêm nghị một à, có khả năng là một trong hai có hai người hoặc là một người mà có nhiều tính cách ừ. nhưng mà nói chung là đây là một người họ ít nói làm nhiều họ kiên định họ vững chắc họ bình tĩnh ở ừ. đây là một người có khả năng cũng có tất cả rồi ha à, họ có khả năng là có nhiều tiền ừ. nắm giữ trong tay rất là nhiều những cái nguồn thu nhập khác nhau đây là một người luôn cố gắng cân bằng giữ cho mình tâm bất biến như dòng đời dẫn biến nha và cái đối tượng này ấy, mình thấy dường như <laughs> họ ưu về vật chất ha còn là tiền thôi ha mình thấy là như vậy và có thể là họ hơi sống thiếu cảm xúc một chút ừ. ở đây mình thấy có một số bạn các bạn uh, kiểu như các bạn cũng không có muốn yêu ai cho nên bạn xem vui giải trí thôi uh, chứ các bạn có một sự chọn bản thân bạn ha? bạn tập uh, trung vào việc kiếm tiền nhiều hơn uh, chứ bạn cũng chưa muốn quen ha kiểu như vậy có nhiều người thích nhưng mà đôi khi có khả năng các bạn không có cho cơ hội mình thấy là như vậy ờ, ở đây mình thấy cái đối tượng này là một người khi mà họ không hiểu gì đó họ sẽ tìm ra nguyên nhân lý do tại sao là một người rất là kỹ tính nha kỹ lưỡng và cái người này họ cũng rất là ghét những cái sự như là tham ăn rồi ham tham vọng hoặc là lười biếng họ không thích những cái điều này hoặc họ đã từng trải qua những giai đoạn này nhưng mà họ đã thay đổi tốt hơn rồi ừ. Và người này mình thấy họ có cái nguồn kiến thức vô tận Họ hay đọc sách, nghiên cứu nhiều Và họ là một người rất là thông tuệ Được mọi người ngưỡng mộ về cái tài năng của họ Họ luôn gọi là có sự học, học nữa, học mãi đó và Đây là một người mình thấy họ có khả năng truyền cảm hứng cho người khác Hoặc đây là một người có khả năng là họ tạo nên một cái đế chế riêng Và chính nhờ những cái thành công của họ mà Họ truyền cảm hứng cho mọi người và đối tượng này mình thấy họ được ban phước lành rất là nhiều họ được uh, các thiên thần hỗ trợ mang đến cho họ những cái điều kỳ diệu ha những cái thành công hoặc là um, họ luôn có được những cái uh, sự may mắn nào đó ha, Tự ơn trên hoặc là cái người này họ cảm thấy may mắn khi gặp được bạn nha bạn là khởi đầu mới của họ đó ha bạn là cái người mới bước vào cuộc sống của họ Giúp cho họ có sự cân bằng. Và họ cho bạn một cái tình yêu cân bằng. Hoặc là một cái tình yêu chữa lành. Và ở đây mình thấy cái người này họ có sự đánh giá cao về bạn rất là nhiều. Họ xem bạn giống như là một cái người nữ thần. Một cái người vợ. Và họ mong muốn được cưới. Ha. Và họ muốn là cái người trù ha Lo lắng, yêu thương, bảo bọc, che chở cho bạn. Và cái người này chắc có khả năng đang tìm đó kiếm đối tượng hôn nhân. Cho nên là cái người này họ thấy bạn họ quá trời kiểu... Uh, Vừa ý vừa lòng ha cho nên cái người này có thể là họ rất là yêu thương bảo bọc che chở hoặc là họ hẹn hò với bạn Và quan tâm bạn rất là nhiều và luôn uh, nể phục ngưỡng mộ các bạn nữa đó họ ừ. rất là yêu vẻ đẹp các bạn ha có một số bạn đã kết hôn thì các bạn vô xem uh, thì đó là người phối ngẫu của bạn chứ ai <laughs> uh, ở đây thì um... Nói chung là cái người này họ yêu bạn và họ có sự xem bạn giống như là một uh, nữ thần của họ vậy đó ừ. Họ yêu bạn rất là nhiều họ biết là hai bạn có những cái sự khác biệt với nhau nhưng mà ở đây mình thấy họ luôn cố gắng để dung hòa ha, hai người ừ. Và khiến cho bạn cảm thấy thỏa mãn và hài lòng ừ. cho bạn có sự tự do trong tình yêu không có sự ép buộc các bạn mặc dù đây là một người có sự nguyên tắc nghiêm khắc nhưng mà mình thấy họ có cho bạn có sự tự do ừ. và họ cũng muốn có nhiều cái cuộc phiêu lưu ha. Um, dạo chơi du lịch gì đó với các bạn ừ. Và họ cũng có sự tiết chế nữa ừ. nói chung cái người này họ cũng trưởng thành rồi cho nên họ yêu theo cái cái phong cách trưởng thành tiết chế điềm đạm ừ. nhưng mà cũng không có kém cái phần lãng mạn một vài bạn ở đây cẩn thận quen phải cái người đã có gia đình nha cho nên các bạn cần phải tìm hiểu kỹ lưỡng nha ừ. Nhưng mà cái đối tượng đây không phải là người có gia đình đâu à. Đây là một người rất là kỹ và rất là có tính Rất là nguyên tắc ha Yêu ai là yêu một người duy nhất thôi Trung thực Tận tâm Rồi Đối với bạn Nam xem cho bài thì um, Ai sẽ đến yêu bạn trong 3 tháng tới Mình thấy cái người này có khả năng là trong cuộc sống của họ Hay cũng có những cái sự đấu đá Tranh cãi, gây hứng gì đó Hoặc cạnh tranh gì đó ở đây và Đây là một người sống nhẹ nhàng ha Ngọt ngào, ấm áp Ừ, địch lịch sự và có khả năng họ trẻ hơn bạn một số bạn chọn luôn tụ hai với tụ ba hoặc là tụ một với tụ ba ừ. người này thì mình thấy họ khá là cá tính rồi đó ừ. họ ăn mặc rất là cá tính nhưng mà cũng toát lên cái phần gọi là thanh cao tao nhã hoặc là cũng thời, hữu, thời thượng lắm đây là một người họ rất là được nhiều người yêu thương Ha, hoặc là rất là đào hoa được nhiều người yêu thích nhưng mà không phải là do họ cố gắng thu hút người khác mà do cái nguồn năng lượng của họ quá họ quá đẹp họ quá giỏi hoặc là họ quá có sự khấu hiểu ừ. nguồn năng lượng tốt là ước mơ của bao người ha và đây là một người họ có một sự xây hàng rào với người khác họ có tiêu chuẩn riêng nha họ không có dễ dàng bước vào cái khu vườn tình yêu của người này khi mà họ không cho phép đâu Ừ. khi mà họ gặp được đúng người họ mới cho phép còn toàn là những cái người không phù hợp tiêu chuẩn là họ sẽ xây hàng rào liền à, bịch kính luôn à, không có cơ hội tiếp xúc và nói chuyện với họ luôn ừ. người này một số bạn có gặp rồi các bạn đang yêu nhau ha thấy như vậy đây là một người làm việc rất là tốt ha chăm chỉ nỗ lực kiếm tiền ha kiên nhẫn kiên trì và luôn có những cái uh, luôn có những cái sự là biết nhìn xa trông rộng, biết tính toán, ha, cẩn trọng và có một cái sự kiên định và vững chắc, an toàn và có khả năng họ thích ở những cái nơi có rất là nhiều cái không không gian mát mẻ, ha không khí thiên nhiên, ha thích như vậy. À, có thể họ có trồng cây ăn trái rồi đó. người này có mái tóc đen rất là đẹp, ha thể năng là tóc dài, khuôn mặt tròn. À, và nhìn họ rất là đậm nét um, của một người truyền thống uh, họ rất là yêu hoa hướng dương uh, thậm chí khả năng họ cũng có sự gọi là cắt tóc nữa um, có hai mẫu người một người tóc dài một người cắt ngắn một người cá tính một người có sự dịu dàng và <laughs> ở đây cái người này họ cực kỳ gắn kết với cái thiên thần và họ rất là giỏi ăn nói ha. họ khôn ngoan hoặc họ rất là thích giúp đỡ trẻ em đó um, họ cực kỳ sáng tạo và luôn có những cái hy vọng cho tương lai tốt đẹp um đây là một người họ đang từng bước bước vào cái giai đoạn tích cực ha, tốt đẹp lạc quan trong cuộc sống của họ và người này họ biết sống ở hiện tại họ biết lao dọn quá khứ họ biết là tập trung niềm vui hiện tại và không có để những cái tương lai ảnh hưởng những cái ảo ảnh ảnh hưởng người này mình thấy là họ biết vượt lên trên số phận vượt lên trên những thử thách gian nan những cái bóng tối của cuộc đời mình à, đây là một người rất là thích đi du lịch họ rất là muốn dành thời gian để du lịch tận hưởng và thư thái thư giãn ở cái người này có khả năng họ có những cái dự tính là họ cố gắng làm việc khi họ về hưu họ sẽ đi du lịch ha à. đây là người có rất là nhiều sự lựa chọn và có khả năng họ xem bạn là cái người mà cái sự lựa chọn tốt nhất của họ ha mình thấy là như vậy đây mình thấy người này họ có sự trung thực ha có trách nhiệm trong mối quan hệ này họ cũng có sự quan sát xem xét trong ngóng hoặc là coi bạn có phải đúng cái tiêu chuẩn của họ hay không nữa họ đòi hỏi có sự chung hệ trong mối quan hệ này à, tình cảm người này dành cho bạn đôi khi họ hơi đôi khi có khả năng người này hơi đóng tính một chút nhưng họ cũng cố gắng cân bằng tiết chế lại đặc là đôi khi họ cảm thấy hai bạn có sự khác biệt hoặc là đôi khi họ rất là muốn biết một vài điều về bạn nhưng mà không biết được cho nên cảm thấy hơi khó chịu hoặc là người này mình thấy họ luôn có sự đấu tranh giữa con tim và lý trí rất là nhiều về cái mối quan hệ này kiểu như là không biết là tương lai sẽ như thế nào bạn có thực sự trung là... thủy hay không tại họ họ quen nhưng mà đôi khi họ lại để nỗi sợ dẫn dắt á ừ. và ở đây thì mình thấy là cái người này họ cũng có một cái sự gọi là biết suy nghĩ cho bạn biết đặt mình vào vị trí của bạn để nghĩ cho bạn và cái tình cảm này cái người này họ cảm thấy bạn là một người xứng đáng có được trái tim của họ hoặc là họ cảm thấy gặp được bạn có khả năng giống như là một cái may mắn một cái thành công rồi À. và ở đây mình thấy họ cái người này có khuynh hướng là họ cũng có cái tính riêng sự độc lập và đôi khi trong những cuộc tranh cãi họ muốn họ là cái người thắng <laughs> họ muốn bạn được họ muốn được bạn nhường nhịn họ cũng biết suy nghĩ nhưng mà họ thích thể hiện bản thân cái tôi hơn nhưng mà họ thích bạn nhường nhịn yêu chiều nâng niu họ đôi khi hơi con nít một chút ở đây một số bạn là cái người mới hoàn toàn ha à, hoặc là bạn xem hình ảnh của nhau trước và các bạn mới kết nối với nhau ở đây mối quan hệ này các bạn bị ảnh hưởng bởi tài chính và sự nghiệp quá là nhiều ừ. Đây, bạn làm việc quá nhiều cho nên đôi khi cái người nữ sẽ hơi mong lung không biết là cái người nam này yêu thật sự bận thật sự hay là đang có ai đó cho nên có sự đấu tranh ở đây là như vậy cái người này họ đến với cuộc sống của bạn do chính bạn kêu gọi họ đó giống như các bạn có sự đặt tiêu chuẩn ờ ừ, cái người này mình mình muốn người yêu của mình là Giỏi giang uh, thông minh nhạy bén hay gì đó bạn đặt ra cái tiêu chuẩn của bạn có sự gọi là uh, dùng luật hấp dẫn hoặc bạn có sự ước mơ hy vọng họ sẽ đến ha một cách mạnh liệt thì có khả năng là do chính bạn kêu họ kêu gọi họ tới đó ừ. và mối quan hệ này có khả năng là các bạn cũng có thể là yêu nhưng mà các bạn cần phải học hỏi cách yêu học hỏi ở những người có cái kinh nghiệm ừ. hoặc là những cái tham gia những cái lớp học gì đó về tình yêu thì các bạn mới có khả năng giữ vững tình yêu à, bởi vì nếu không có khả năng một số bạn hơi hơi trẻ con trong tình yêu và nó khiến cho tình yêu bạn cứ tranh cãi mệt mệt mỏi đặc biệt các bạn nữ ở đây à, hoặc là trong mối quan hệ này có một số bạn là các bạn cũng cần cái sự cho lời khuyên của người khác bạn bè nhưng mà phải biết cân nhắc ha để tránh đưa ra những cái À, sự gọi là quyết định sai lầm khi nghe những lời khuyên không phù hợp các bạn cần phải có chính kiến riêng của mình có sự nhận xét riêng của mình lời khuyên chỉ là một cái tham khảo thôi ha rồi để mình xem cung hoàng đạo nói bật cho các bạn hay là của bạn của người khác bố của người của bạn hoặc của người đó <laughs> bò cạp sông ngư kim ngô À, Bảo Bình Chữ giải và Sông tử ha Rồi chữ cái trong tên Chữ A Chữ R B phở Y ngắn Khuya U K E n t rồi mình xin kết thúc các bạn tù ba ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha xin chào các bạn